Hello anh em, chào mừng toàn thể anh em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay lại tiếp tục với tựa game Tây Du anh em ơi. Và hôm nay mình có mặt ở bên server 88 anh em ạ, để đi review cho anh em con Ác Hoàng Đế với phân khúc lực chiến 12 tỷ 9 anh em nha. Cập nhật thêm cả Quan Âm thức tỉnh rồi, đi với team Minh Giới anh em ơi, không chơi Đại Minh Vương. Main là Bạch Thử, mình nghĩ là thức tỉnh rồi đó anh em. Main là Bạch Thử, thức tỉnh rồi anh em nha. Và chơi Đế Thánh này, Cửu Linh Nguyên Thánh, không chơi Na Tra luôn. Thêm Mạnh Bà thức tỉnh nữa để lấy thêm cái giảm sát thương gián tiếp cũng như là hóa giải CC. Cũng ok anh em nha. Tem này nhìn sơ qua thì cũng có hồi phục, có tank, có support, có vừa hiệu ứng, có trị liệu, có đam, carry các thứ. Nói chung là ok anh em ạ. Về cơ bản nhìn cái khung tem là ổn rồi. Thì ở clip này anh em của mình đi review chuyên sâu cũng như là phân tích công nghệ và tham gia một vài những đấu trường PVP anh em nhá. Đặc biệt là trong những cụm đấu lên server. Con ác này thì hiện tại bây giờ đang top 2 anh em ạ. Top 2 lực chiến server. Top 1 là Idol Táo. Top 3 là Jim Kaka với 7 tỷ 7. Bên này thì ngoài top 1, top 2 quá ao trình ra thì bên dưới cũng sẽ sàn sàn nhau anh em ạ. Nó phân bậc từng cấp độ 1. Rồi, không lan man nữa, anh em cùng mình đi vào chi tiết đội hình cũng như là phân tích công nghệ anh em nha. Đầu tiên là carry hạng nặng, để mình cho nó nhân 10 lên đã, cho nó nhanh. Carry hạng nặng mạch cốt tinh với full set Hồng Hoang, tinh luyện 32, thần minh 139. Nhìn sơ qua minh văn thì ngon đó anh em. Để xem nào. Tăng sát thương BVB và tịch diệt, cái vũ khí này là ổn đấy nha. Nếu mà cái tăng sát thương BVB này ấy mà nó là đổi thành tăng sát thương ấy thì nó sẽ đa dụng hơn ở những cái đấu trường PvE và BVB. Thế nhưng mà nếu mà đánh với người ấy thì nó lại bị ảnh hưởng bởi những cái chỉ số giảm sát thương nhiều hơn là những cái chỉ số tăng BVB anh em nha. Đó. Tiếp theo là cái mũ. Cái mũ thì uầy, cũng tăng sát thương BVB và chơi cái hồi nộ quy nguyên. Cái giày này thì uầy, cũng là tăng sát thương BVB anh em ạ. Mình tưởng đâu ấy thì hai cái đồ kia nó là tăng sát thương BVB rồi thì mình nghĩ cái này nó phải lên là chính xác chứ nhở. Nó phải có chính xác nhưng mà không. Đây thì dồn full dam luôn. Tiếp theo đến cái áo anh em ơi. Wow. Thôi combo này thì không gì bàn cãi anh em ạ. 3, 4, 12. 12 mà nhân với 18 anh em thử nhân xem. Đọc cái set minh văn không thôi nha. Đọc cái set minh văn không thôi đã. Khó chê, không chê vào đâu được cả. Quá phê. Rồi, ok. Tiếp theo là đến thần thông ha. Thần thông thì combo này cũng ngon rồi. Chưa có... đấy thôi. Chưa có cái mạnh bà thôi. Nhưng mà nói chung là nếu mà anh em để Bạch Cốt Tinh ở slot 1 để nhận buff từ anh Chiêu thì có hay không thì cũng không quan trọng anh em ạ. Đó. Nói là như vậy, có hay không quan trọng. Bởi vì để ở slot 1 ấy thì dù anh em có mạnh bà thì dòng nó khè cũng hết nộ à. Đó, nếu mà không chơi combo bên kia không chơi dòng á thì lợi thế hơn. Nhưng mà thường thường bây giờ thì anh em chơi dòng là cái phần nhiều. Đó. Rồi, thiên kỹ thì chơi chân quân hiện thánh này, cường giả vi tôn và chiếm chí dương level 5 anh em nha. 3 tỷ 7 lực chiến. Tấn công 23 triệu, phòng thủ là 6 triệu, HP là 268 triệu. Bạo kích là 84,2 với kỷ vật full level 20. Orb cũng khá là ngon đây. Có dòng orb 5,8% này, 3,4 và 3%. Đó, cũng khá là cao anh em ạ. Ok nha. Cái này thì hơi hơi ấy một chút tại vì nó có cái dòng tăng trị liệu. Nhưng thôi không sao cả, nói chung là cũng không thể nào ưng ý 100% được anh em ơi. Bạo thương là 159, tăng sát thương là 374, giảm là 300. Kháng diệt thì cũng 100-200 rồi anh em ạ. Cũng ok. Tăng giảm BVB là trên 200%. Ok, tiếp theo là đến vị trí quan âm. Tem minh giới đi với quan âm như này thì nó... hiện tại bây giờ để quan âm nó thức tỉnh nó lên, nó chỉ có cái kỹ năng thức tỉnh là cấm thi triển kỹ năng bổ sung thôi. Đấy, đến tôi này vẫn có thể thi triển được. Hiệp 1 anh em nha. Mình nghĩ là 1-2 phiên bản sau thì sẽ update và sẽ cấm nộ luôn. Đó. Thì sẽ tối ưu hơn anh em nha. Quan âm này thì bình thường nó không có gì cả. Với phân khúc là 1 tỷ 8 lực chiến. Thần thông thì cũng là thần thông dành cho những vị trí hiệu ứng thôi. Kỳ vật thì full giảm thương. Để cho nó trâu bò một chút anh em ạ. Chơi bất cương này. À đâu, cố chấp chứ, sorry anh em.
À, cố chấp du long quy hải, ngoài ra thì thêm cái đằng vân giá vũ để giảm thương hai hiệp đầu đó. Full nha, full trang bị đỏ anh em nha. Ôi ác đấy nhở. À, để thấy thì 1 tỷ 7, 1 tỷ 7 với combo này ok rồi nha. Sắc tức thị không thì nó có một cái lợi thế là cái con đế thính này khi mà nó kích hoạt cái hỏa liên trùng sinh này thì nó vẫn có thể sang hiệp sau, nó vẫn có thể là nổ được cái tác dụng của cái sắc tức thị không gây hỗn loạn đó thì cũng ok. Cửu linh nguyên thánh thì chơi combo này cũng ổn, nhưng mà nếu mà như mình chơi thì mình sẽ thay cho cái chẳng như trừ ma này là cái thiên hậu. Nhưng mà nói chung thì mỗi người một cách chơi, anh em chơi làm sao nó phù hợp hiệu quả là được. Mạnh bài thức tỉnh với 1 tỷ 6 lực chiến, chơi combo Lê Hoa đời vũ này ấy, thì để mình xem là xem có con nào chuyển sang hệ nữ không. Ở đây để ăn thêm được 20% giảm sát thương. Ok anh em ạ. Búp mà để xem combo best nào. Chơi anh chiêu, combo anh chiêu tứ hưu ứng long thì nó là combo gọi là cơ bản rồi anh em ạ, cơ bản rồi anh em chơi lâu dài, tầm phân khúc tầm trung tầm nông dân các thứ là đều có thể chơi được đó. Thức tỉnh sau này mai cũng thức tỉnh ba con đấy anh em ạ. Rồi tiếp tục có đến main bạch thử, bạch thử thức tỉnh đó, thiên kỹ minh vương pháp tướng level 4, nó sẽ cung cấp cho vị trí đứng hàng trước và hàng sau 22% kháng trạng thái bất thường. Và cái này thì cho đứng trước con nào đây, con bạch cốt tinh à? À, mạnh bà như này thì nó sẽ búp cái cửu hoàng ngự linh. À, Mai Khai Nhị Độ thì búp cho Quan Âm rồi, Cửu Hoàng Ngự Linh thì nó sẽ búp anh chiêu cho Bạch Cốt Tinh anh em nha. Bạch Thử này xài cái Minh Vương Pháp Tướng này thì tự nhiên cái con Bạch Cốt Tinh sẽ được búp thêm 22% nữa là nâng cái chỉ số kháng cơ bản nó lên 62% anh em ạ. À, cũng ok, 62% thì cũng gọi là tương đối rồi. Bạch Cốt Tinh thì cũng xài cái Hỏa Nhãn Kim Tinh cho nên là cũng nâng cái tỷ lệ kháng lên khá là cao anh em ạ. Cũng ổn nha anh em nha. Rồi, về cơ bản tem là ok rồi. Thiên kỹ thì đây cho Thiên Hậu à. Thiên Hậu này mà chuyển cho ấy thì ok hơn, nhưng mà thôi không sao cả anh em ơi. Không sao cả, để nguyên như vậy đi ha. Nâng cái giày thức tỉnh hồng hoang luôn này, tăng sinh lực. Ok. Nâng cái chỉ số sinh lực của nó lên cao để nó phản đam theo phần trăm sinh lực của bản thân anh em ạ. Đó. À, nếu mà anh em mà chơi theo kiểu như là phản đam thì anh em tháo hết cái giảm thương của nó ra. Tháo hết cái giảm thương của nó ra. Nhìn cái dàn minh văn của con Bạch Cốt Tinh này quá ngon luôn anh em ạ, quá xịn sò luôn. Để thêm biến thân nào, biến thân thì có Thiên Đế này, Kim Sĩ, Ngư Ma Vương. Thẻ biến thân thức tỉnh khá là nhiều chứ đùa đâu. Thánh giới này, mình thì có yêu cơ với lại Bạch Thử. Yêu thì có Ngọc Diện Hồ Ly, có Hồng Hài Nhi. Yêu giới anh em có thể chơi Hồng Hài Nhi main để kích cái thiên phú của Na Tra cũng được anh em nha, cũng được. Rồi sau có túi đồ một chút thì lưỡi phôi cũng nhiều này, để sau này mai mở lấy cái giảm bạo thương. Ít bữa nữa sẽ cập nhật anh em update mở thêm minh văn giảm bạo thương cái đấy ngon, hoặc là tăng bạo thương cái đấy cho khỉ khủng các thứ, hay là Na Tra nhảy bài cốt tinh nó đam này là tuyệt vời luôn. Ở về chiến linh thì có Dạ Lan Quân này, Thiên Lý Ảnh 1 sao, Hoa Tử Dung full sao, Bạch Vũ và Kim Lân chưa lấy anh em nha, chưa lấy Kim Lân. Xem còn gì không về đá ha, so cho anh em về đá luôn thì cái dòng đá cơ bản là Nguyệt Quang, Tinh Diệu và Xích Sa thì đều full anh em ạ. Mình nghĩ là ai cũng sẽ hướng đến thôi, tất cả anh em player thì cũng đều hướng đến ba cái vị trí đấy đầu tiên, sau đó là đến những cái vị trí khác đó. Đây thì không phải là dồn dồn vào ba 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 vị trí đá chủ đạo đấy, mà đây thì chơi gọi là lấp đầy anh em ạ, lấp đầy khoảng trống, lấp đầy khoảng trống khi mà cứ có đan 5 đá 6 là đôn lên, đúng vị trí là đôn lên anh em ạ. Cũng được thôi không sao cả, nói chung là anh em chơi thì chơi như vậy cũng được, còn anh em mà tháo hết đá 6 mấy cái viên sinh lực phòng thủ thứ ra anh em up vào ba cái viên tăng tấn công phòng thủ sinh lực này thì cũng ổn thôi. Đó, dồn vào công nhiều thì nó sẽ tăng cái khả năng dứt điểm trận đấu của anh em lên. Còn những cái viên kia thì anh em tính sau cũng được, không sao cả. Rồi ok, để xem vì thời trang nha, thời trang xem là có bao nhiêu rồi, có 16 trên tổng số 59, hiện tại bây giờ thì ra đến 21 skin rồi. Idol vẫn còn thêm vài bộ nữa chưa mua anh em ạ. Vài bộ chưa mua nha, gồm có của Cửu Linh này, của nhiều anh em.
Nhiều lắm. Không những là vài bộ mà nhiều lắm. Chịu chết thôi. Rồi, sơ sơ một chút đội hình như vậy là ổn anh em nha. Ok nha, phân khúc lực chiến là 12 tỷ 9. Đã À, mình đội hình thì chị. mình cũng để nguyên như vậy, mình không có đi thay đổi gì cả, review như vậy đi ha. Về bét bùng các thứ định để như vậy luôn. Bí bảo thì đây cũng đang quay đây. Anh em muốn nâng chỉ số ATK, mình là những chỉ số ẩn cao cấp thì anh em có thể búp cái bí bảo này cũng được nha. Nó sẽ tăng cực kỳ nhiều những chỉ số cơ bản của anh em lên. Nó có mang Đó. lại tận. Bây giờ thì đi BK anh em nha. Đi chủ đạo là tham gia đấu trường ha. Đấu trường bây giờ đang là top 4 anh em ạ. Bên trên thì top 1 của Idol Táo này. Top 2 Idol Green với 20 tỷ anh em nha. Tiếp nữa là Mua Ác 12 tỷ. Bên dưới thì có Bóng Ma, Huỳnh Nhi, Nhật Thảo, Jim KK. Nói chung là bên dưới thì cũng khá là nhiều. Cũng sẽ vào 8x đến 104 thì phải. Đúng rồi, hình như là 104 đấy. Đợt vừa rồi không biết là gộp đến server sau này thì mình không biết, nhưng mà ở trước mình đi review bên này thì hình như là 80, 81 gì đấy cho tới 104 đấy. Là trong cụm lên server. Hình như là Mua Ác này bên 104 của Idol Pepper ngày xưa thì phải. Cũng chưa có gì đột phá quá về sức mạnh anh em nhỉ. Ác này thì Idol Pepper đầu tư cũng khá là kinh với hai set anh em nha. Hai set hồng hoang. Không biết bây giờ chủ ác mới như thế nào. Rồi, ok. IBK anh em nha. Chín luôn. Nếu mà cảm thấy không ổn thì mình sẽ thay đổi một chút về sắp xếp đội hình anh em nha. Thay đổi vị trí một chút. Đấy, búp lên này. Khá là căng. Có Quan Âm thì những cái kỹ năng búp từ tấn công bổ sung như là Long Quy Hải này. Rồi thì có giải kìa. Rồi thì cái cường giả tuy tôn là không được kích hoạt anh em ạ. Đấy, choáng luôn, giảm nộ luôn, ngon. Nộ này. Uầy, một cái thôi anh em ạ. Có 7 tỷ thôi, ao 5 tỷ, 5 tỷ lực chiến, đây 7 tỷ mốt nữa này. 20 tỷ, 12 với 20 thì khá là khó. Để xem khi mà có công nghệ mới rồi ấy thì sẽ như thế nào. Có đỡ lại không? Có gỡ nổi không anh em ạ? Hoặc là có ao lực được không? Mình nghĩ là không thôi anh em ơi. Tại vì lệch 8 tỷ thì nó trâu bò lắm. Nộ một cái này. Ok, giảm nộ được. Đánh thường. Đánh có tinh nộ này. Đam không thấm anh em nha. Cũng có nổ đam gián tiếp nhưng mà không thấm. Và bị dính phản choáng rồi. Đến từ thiên kỵ Lý Tịnh. Chứng tỏ là vẫn chưa ổn lắm anh em ạ. Vẫn chưa ổn lắm. Rồi, nổ một cái nữa là sẽ ghim được hai tầng phổ độ. Ok. Đấy, búp hết liên kích luôn. Do là bên kia Đại Minh Vương không có xài cái tia phát chiến nhân nên là họ nó không có ấy được anh em nha, nó không có ký sinh được. Anh em mà muốn ký sinh khi mà tem đối địch vẫn có con âm thì anh em phải xài tia phát chiến nhân nha. Đấy, giảm hết nộ luôn. Nó ra nộ này. Ôi, đau cho anh em. Cực kỳ đau nha. Nacha thì nó là cái vị tướng đam, phải nói là đam cực kỳ ảo luôn. Và nó có cái lượng sát thương cuối cực kỳ kinh khủng anh em ạ. Đó. Bạo kích được 464M. Bạo kích 464M thì về cơ bản nha. Về cơ bản thì là thấp á. Tại vì đam 6 mục tiêu. 464 mà chia cho 6 mục tiêu anh em ạ. Thì mỗi một mục tiêu nó chỉ vào tầm độ 80-90 triệu đam thôi. Đó. Và hai di lặc nữa thì nó sẽ bút cái giảm thương cộng dồn ở hàng trước cực kỳ nhiều đó, cho nên là hàng trước sẽ được cộng dồn cái chỉ số giảm sát thương khá là ok. Ở bên kia thì idol chơi né tránh nữa, được cái là quan âm nó giảm nộ được khá là ok. Nhưng bây giờ khi mà quan âm mất rồi ấy, quan âm biến mất trên trận chiến rồi ấy thì cái hiệu quả đi bút nó cũng không còn được hiện hữu nữa. Thì mình nghĩ là trong một hiệp hoặc là đến hiệp thứ ba là xong á. Là xong đó anh em. Tại vì kết thúc hiệp á, thì con Nacha nó sẽ nộ một lần nữa khi mà trong hiệp đấy nó không có trạng thái hóa thân. Đó thì nó sẽ nộ. Và sang hiệp sau nó cũng sẽ nộ tiếp một lần nữa.
khá là khó cho đó anh em thấy không? Trong hiệp đấy mà mình kết thúc được nó ấy, đó là mình đưa nó về trạng thái hóa thân được ấy, thì phải đến lúc đấy của hiệp sau nữa nó mới hồi sinh lại, nó mới hồi sinh lại lên, thì mình sẽ có nhiều cái cửa để mình có thể thi triển được thêm một vài những cái hành động nữa đó, thì biết đâu mình cũng có thể kéo ra trận đấu được thêm, nhưng mà như vậy thì không ăn thua, không đủ đam anh em ạ. Dù gì thì cái lượng tấn công nó cũng chỉ hơn 20m thôi, mà không thể xuyên qua được cái phòng thủ của bên kia, và ngược lại thì lại hai di lặc nó sẽ búp giảm thương cực kỳ nhiều đó. Đó là cái thế mạnh của tem thánh chơi Na Tra hai di lặc. Trận này thì yêu giới bóng ma, nói chung là tem minh giới như này không chơi. Ơi lại gặp idol green, cũng giết được một con di lặc, nhưng mà nói chung là cái kết quả thì vẫn như vậy thôi anh em ạ. Chắc là mình sẽ ấy quá nhỉ, như này là chơi như này là búp cái mai khai nhiệt độ để cho con em nó nộ trừ nộ đó, nó nộ trừ nộ. Nếu mà mình chuyển cái con mạnh bà này qua bên kia thay slot của bạch thử ấy, à mà hình như nãy nãy bạch thử bị địch diệt nó đam chết mất, cho nên là không có đẻ được cái thức tỉnh ra, chưa được được thêm ba con nữa thì ngon, thêm ba con thì ngon đấy, giảm nộ này. Như này thì cũng được, chơi gọi là full hiệu ứng đòn đánh luôn thì cũng ok nha, ok. À, đam nhỏ quá, quá nhỏ luôn. Lại gặp idol green nữa này. Đây, à, chỗ này thì ăn được hai con này. Lượng đam thì bạch cốt tinh là chủ yếu thôi anh em ạ. Quan âm thì mặc dù là nó được buff tấn công dựa trên những cái điểm nộ với điểm liên kích chuyển hóa, nhưng mà đam nó không bao nhiêu cả. Tại vì đang chơi cái set phòng thủ cho nên là nó không có tỷ lệ bạo kích các thứ. Chứ anh em giai đoạn tầm độ 1-2 tỷ anh em mua quan âm 11 nộ là chúng sinh bình đẳng luôn, khỏi nghĩ luôn. Hoàng đế này, mua ác. Không gặp idol mua ác này bao giờ nhỉ? Không có gặp luôn đấy anh em ạ. Toàn gặp idol green thôi. Ơ! Không mất tướng nào luôn này. Phát lại cho anh em xem nha, xem là nó như thế nào. Chắc là hiệu ứng CC hoặc là Na Tra đam một kiểu lĩnh nguyên thánh thì phản đam lại chết á. Chứ về cơ bản lượng đam thì như trận đầu tiên anh em thấy á, vừa nãy á, thì đâu có gỡ lại đâu đúng không ạ? Không CC luôn. Con âm nộ đấy bị giảm hai nộ. Bị giảm hai nộ đi. Là có một điểm thôi. Đánh thường một cái này. Choáng. Choáng thì đến cái turn hành động chính của con Na Tra nó sẽ không được hành động nữa. Tại vì cái turn mà rồi nó đánh là đánh thường rồi anh em ạ. Nên là đến cái turn cuối hiệp á, đến cái turn cuối hiệp là nó sẽ không được nổ nữa. Đúng rồi, tại vì anh em thấy là mỗi một khi mà con Na Tra nó không có trạng thái hóa thân á, thì cuối hiệp nó sẽ được nổ một cái. Nổ một cái và sang hiệp sau nó sẽ kích được cái chiếm, ví dụ nó nổ thêm cái nữa. Và sang hiệp 2 thì đã hết cái hiệu quả thức tỉnh 3 của con đâm rồi, thì nó sẽ nộ thêm một cái được cường giả bi tôn các thứ, và nộ thêm một cái được trong vi hải nữa đấy. À, nếu mà chơi như thế thì dồn đam cực kỳ mạnh, nhưng mà đây bị choáng thì đến cái tên cuối hiệp là sẽ không kích hoạt được, và đam bạo phát từ bạch cốt tinh thì cũng nổ được, đây đam cũng to đây, bị choáng là mất một tên nộ cuối hiệp, cho nên là sức mạnh Na Tra nó bị giảm đi. Bảo sao đúng là chỉ có CC vào người nó thôi anh em ạ, hoặc là gián đoạn hành động của nó thì mới có cửa win thôi, nhưng mà cái tỷ lệ này thì cũng là 1 trên 20 anh em nha. Đó, mình nghĩ là 1 trên 20 tại vì nó lệch cực kỳ nhiều. Lệch cực kỳ nhiều. Bạch cốt tinh đam này, đấy. Cái tơn đam đấy là tơn đam từ chiếm chí dương đó anh em. Chiếm chí dương đó. Đấy, anh em thấy không? Nổ đam tịch diệt luân hồi cái bay màu ngay. Chết luôn. Không mất con tướng nào. Nó chỉ cần CC và một con thôi. Mấy con Na Tra thì nó lại cực kỳ dễ bị dính CC anh em nha. Bởi vì cơ bản của nó, cái tỷ lệ cơ bản của nó thì nó không có kháng. Nó chỉ có đến từ cái hỏa nhãn kim tinh 75% kháng thôi anh em ạ. Nhưng mà kháng đấy thì là kháng giảm dần theo mỗi một lần chống đỡ.
còn cái kháng cơ bản của nó thì là 0% luôn đó. Rồi tiếp nữa này, cái này chắc là không có cửa rồi anh em ạ, làm gì mà choáng được nữa. Nếu mà cái đòn đánh thường tiếp theo này của Na Tra mà đánh thường mà nó hiện chữ kháng lên là thôi, là xong, là xong anh em nha. Mà hình như bên kia cũng không chưa tiến mất chiến nhân thì phải, để mình check thử cái combo thiên kỹ của Idol anh em nha. Là con âm nộ này, xem con này Na Tra có bị choáng hay không, trừ 2 điểm nộ này, choáng không, kháng, ok thì thua anh em nha. Nó kháng là cái con đấy nó kháng được là thua, tại vì nếu mà kháng được ấy, thì cuối hiệp 1 với đầu hiệp 2 nó xả được kinh lắm, nó xả được binh cốp hết anh em ạ. Đại Minh Vương này không chơi tiêu phát chế nhân, Di Lặc xem nào, Di Lặc cũng không chơi anh em ạ, không chơi nha, không có tiêu phát chế nhân, như vậy thì sẽ thua thiệt một chút anh em ơi, sẽ hơi thua thiệt một chút. Rồi sơ sơ chút như vậy anh em ơi, một chút review như là demo cho anh em về tem minh giới chơi quan âm không chơi Na Tra anh em nha. Thì nói chung là về cơ bản đấy ngon đúng không ạ, về cơ bản là ngon, như vậy là ngon rồi, không bàn cãi cái gì cả. Bạch thử thức tỉnh main này, rồi thì mạnh bà slot 6 để búp anh chiêu cho slot 1 này, đó cũng ok, không chia vào đâu được. Về cơ bản thì DPK như vậy là ổn rồi, 12 tỷ trong cụm server hay là liên server thì cũng là top 3, top 4 BK. Còn top 1, top 2 thì gần như là bất khả xâm phạm rồi anh em ạ. Nãy ăn hên được một game win idol green khi mà Na Tra bị CC. Đó, còn game sau thấy kháng phát là thôi bỏ qua luôn anh em ơi, bởi không có cửa. Rồi, anh em đi qua cảm thấy ok, cảm thấy thú vị thì anh em cho mình xin một like cũng như là một lượt đăng ký anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em muốn lên clip review hay là làm content bui ác các thứ, nạp chiết khấu, tất cả tựa game của VNG, Gamota, Full Tap, Gosu, vân vân thì anh em liên hệ với mình qua Zalo 0336016997 anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì mình xin phép dừng clip ở đây anh em ơi. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em.